Julie xin mến chào quý khán giả đang theo dõi tin người Việt Canada và hiện Julie đang có mặt bên ngoài studio để cập nhật cho quý vị những tin tức được quan tâm và chú ý trong tuần vừa qua. Đầu tiên là những tin tức liên quan đến người tị nạn, lãi suất ngân hàng cùng với dự luật 31 của Quebec đang được quan tâm, gây tranh cãi và biểu tình. Tiếp đến mời quý vị theo dõi câu chuyện được kể lại từ những người trải nghiệm tàu Titan và còn sống sót. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, số người tị nạn và di tản trên thế giới đã tăng cao kỷ lục ở trong tuần này. Theo đánh giá của cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc, tính đến cuối năm có 108,4 triệu người đã phải di tản, di cư và sống trong hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Số lượng người tị nạn đã tăng 21% so với năm trước và ảnh hưởng đến 19 triệu người, nhiều hơn cả dân số của Ecuador, Hà Lan và Somalia. Báo cáo cũng nêu rõ trong năm 2023 cho đến nay, hơn một triệu người đã bị buộc phải rời khỏi nhà của mình và cố gắng tìm nơi tị nạn ở đâu đó. Vào ngày 14 tháng 6, 6 ngày trước ngày tị nạn thế giới, một chiếc thuyền đánh cá chở hàng trăm người di tản đang cố gắng đến châu Âu bị lật úp, chìm ngoài bờ biển Hy Lạp. Hơn 500 người di cư vẫn đang mất tích. Cho đến nay, đây được coi là vụ đắm tàu nguy hiểm lớn thứ hai trong thời hiện đại sau vụ va chạm vào tháng 4 năm 2015, nơi chỉ có 28 người di cư trên một chiếc thuyền cùng 1.100 người khác sống sót. Theo một báo cáo gần đây của UNICEF, thì số trẻ em phải di dời cũng đạt mức cao kỷ lục. 43,3 triệu vào năm 2023 có nghĩa là hiện có nhiều trẻ em phải di dời trên thế giới hơn số người sống ở Canada. Canada có dân số gần đây lên gần 40 triệu người. David Morley, giám đốc điều hành của UNICEF Canada đã nói, sự gia tăng người tị nạn trên thế giới là do các gia đình rời bỏ hoàn cảnh khó khăn ở nhà và tìm kiếm một môi trường tốt hơn cho con cái của mình. Chúng tôi biết câu chuyện về lịch sử nhập cư của Canada. Đó là những người đang cố gắng tìm một điều gì đó tốt hơn cho gia đình và con cái của mình. Ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, số người tị nạn đã tăng từ 4,2 triệu người vào năm 2021 lên 6,8 triệu người vào cuối năm ngoái. Hơn 90% được tổ chức chỉ ở ba quốc gia là Cộng hòa Hồi giáo Iran, Pakistan và Bangladesh. Một nhà sử học và giáo sư tại trường Đại học Carleton, Ottawa cũng đã nói, ngày tị nạn thế giới nên là cơ hội để chúng ta suy ngẫm về quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như cách mà mỗi quốc gia và cá nhân có thể đóng góp vào tình hình. Canada về mặt lịch sử đã từng là nước chủ nhà, nhưng chúng ta cũng là một quốc gia đã chứng kiến những người phải di dời và tôi đặc biệt nghĩ đến những người bản địa. Canada đã chào đón hơn 1 triệu 088.015 người tị nạn kể từ năm 1980. Con số này bao gồm những người được công nhận là người tị nạn ở Canada hoặc những người được tái định cư từ nước ngoài. Để tiếp tục chào đón tất cả những người này, đặc biệt là những người đến như một gia đình, Canada cần phải cải thiện các rào cản hành chính như thời gian xử lý. Ngoài ra, khi nghĩ về tương lai của người tị nạn và vai trò của Canada trên toàn cầu, và cũng như trong nước thì các nhà sử học cũng đã cho biết nên suy nghĩ cách nhìn về người tị nạn. Những người tị nạn thường bị giảm xuống thành tiêu đề và là những hình ảnh xấu, trong khi thực tế tất cả chúng ta đều là những con người có lẽ xuất phát từ nhiều thành phần phức tạp, nhiều tầng lớp khác nhau. Công bồ quà tặng sức khỏe cho người thân, Tổ yến Canada, 514 996 6679. Và thưa quý vị, những người ủng hộ luật nhà ở Quebec đang ở trong một tình trạng biểu tình căng thẳng trước ngày 1 tháng 7 vì có sự thay đổi rất lớn dự luật 31. Còn ít ngày nữa là đến ngày 1 tháng 7. Câu chuyện của Catherine Burnett cũng đã cho biết cô không thể tìm được một căn hộ 3 phòng ngủ nào khác với giá cả phải chăng để thuê ở Montreal cho cô và hai con gái. Tôi bị căng thẳng vì không muốn thấy mình ở trên đường phố. Tôi đang làm tất cả những gì có thể. Người phát ngôn nhà ở Quebec đã nói, thật không may, câu chuyện của Catherine không phải là thiểu số. Giá nhà ở Quebec đã tăng nhanh gấp 3 lần so với tiền lương, vì vậy tiền lương không theo được với giá nhà. Ngoài ra, tại tỉnh bang Quebec trong tuần này cũng đang căng thẳng vì dự luật 31. Những người ủng hộ nhà ở đã cho rằng dù luật 31 thưa quý vị, luật mới được ban hành của chính phủ sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay. Dù luật cũng được trình bày nhằm chấm dứt việc chuyển nhượng hợp đồng thuê của những người thuê nhà trong các đơn vị cho thuê. Về cơ bản, dự luật sẽ lấy đi một trong những công cụ duy nhất mà những người thuê nhà có thể tùy ý sử dụng để ngăn chủ nhà thực hiện các đợt tăng tiền thuê nhà ồ ạt và đối với những người thuê nhà ở trong tương lai. Một công cụ cũng đã giúp giữ cho giá nhà ở phải chăng, nhưng hiện nay họ đang muốn thay đổi và họ đang thúc giục chính phủ ông Leco phải sửa đổi lại nó. Chúng ta đang ở trong một tình thế khó khăn, chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng lịch sử và chúng ta có một chính phủ đang giảm thiểu vấn đề. Ông Leco nói sẽ không ai bị bỏ lại trên đường phố vào ngày 1 tháng 7 tới, đồng thời nói thêm rằng chính phủ của ông sẽ bảo đảm tìm nhà ở tạm thời cho những người dân nếu cần. Để tiếng nói của họ về dự luật 31 được lắng nghe, thì hiện nay những người ủng hộ quyền nhà ở đã tổ chức hai cuộc biểu tình vừa qua, ngày 22 tháng 6, một ở thành phố Quebec và một ở thành phố Montreal. Và thưa quý vị, một lần nữa Ngân hàng Trung ương Canada đang đánh giá lại một tác động thực tế đó là chi tiêu của người Canada vẫn tiếp tục tăng và nguy cơ một đợt tăng lãi suất nữa sẽ diễn ra trong tháng 7. Quyết định tăng lãi suất của ngân hàng Canada vào đầu tháng này cũng đã được củng cố bởi chi tiêu người tiêu dùng có khả năng sẽ phục hồi đáng kể trong thời gian tới, một lực lượng có ít dấu hiệu giảm bớt trong dữ liệu bán lẻ mới nhất được công bố. Ngày 21 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Trung ương cũng đã công bố một bản tóm tắt các cuộc thảo luận của mình để dẫn đến việc tăng lãi suất theo tỷ lệ phần trăm vào ngày 7 tháng 6 sau hai quyết định liên tiếp nhằm giữ ổn định lãi suất chính sách. Hội đồng quản trị của Ngân hàng Canada cuối cùng cũng đã quyết định rằng họ đã thấy đủ bằng chứng trong dữ liệu kinh tế gần đây để xác nhận rằng tỷ lệ chuẩn của nó không đủ để hạn chế đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% theo trong thông cáo báo chí cho biết. Trong số các yếu tố mà các nhà hoạch định chính sách tiền tệ quan tâm nhất, đó chính là chi tiêu người tiêu dùng có khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên. Dữ liệu thông báo cho ngân hàng trung ương dẫn đến quyết định vào tháng 6 vừa qua cho thấy người tiêu dùng Canada vẫn đang tiếp tục chi tiền cho ô tô, đồ đạc và các mặt hàng gia dụng khác rất cao và điều này cũng đã gây ngạc nhiên cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng Canada và các cuộc thảo luận tiết lộ trong bối cảnh mà kỳ vọng lãi suất cho đến nay sẽ có nhiều lực cản hơn đối với nhu cầu của người tiêu dùng. Ba tháng liên tiếp tăng trưởng trong hoạt động và giá nhà ở cũng đã cho thấy nền kinh tế đang tỏ ra kiên cường hơn khi đối mặt với lãi suất cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lần đầu tiên kể từ tháng 8 trong bối cảnh mà vết nứt trên thị trường việc làm cũng đã diễn ra. Hội đồng quản trị đã đưa ra một vài lý do tại sao một người tiêu dùng đã chứng minh là không bị ảnh hưởng bởi mức giá cao hiện nay. Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể sẽ không ảnh hưởng nặng nề đến các gia đình do tiết kiệm tích lũy mà họ có và điều này có thể sẽ kéo dài về độ trễ thông thường từ 12 đến 18 tháng mà nền kinh tế phải mất để lãi suất cao có thể hoàn toàn tác động vào họ. Hội đồng quản trị lưu ý rằng, nhu cầu đi lại bị dồn nén và những trải nghiệm khác diễn ra từ đại dịch cũng đã giúp cho giữ lạm phát ở mức cao đối với các dịch vụ hiện nay. Trong khi đó, thị trường lao động chặt chẽ đang giữ cho hầu hết người Canada có việc làm và thu nhập ổn định. Mặc dù hội đồng quản trị cho biết họ bắt đầu thấy các dấu hiệu nới lỏng ở đây trước khi tăng lãi suất chính sách hơn nữa. Ở những nơi khác, Ngân hàng Trung ương Canada cho biết họ cũng đang chứng kiến lạm phát lõi đang tăng cao liên tục trong những bản báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng mới nhất, trong đó đang chứng kiến lạm phát toàn phần tăng lần đầu tiên sau 10 tháng vào tháng 4 vừa qua. Trong khi các nhà hoạch định chính sách cũng vẫn đang tranh luận về việc giữ nguyên lãi suất và thay vào đó báo hiệu khả năng lãi suất trong quyết định tiếp theo vào tháng 7 tới, Hội đồng quản trị cho biết cuối cùng họ đã đồng ý rằng họ đã thấy đủ bằng chứng để tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 vừa qua. Các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới và quyết định tiếp theo thưa quý vị sẽ được ngân hàng ấn định vào ngày 12 tháng 7. Dữ liệu bán lẻ mới nhất cũng đã củng cố dự đoán tăng lãi suất tiếp theo. Và kết thúc ngày 22 tháng 6, thì cảnh sát biển của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận 5 người tham quan tàu Titan cũng đã tử vong. Các mảnh vỡ từ tàu lặn mất tích Titan đã được tìm thấy vào sáng thứ Năm, 22 tháng 6, bởi một phương tiện hoạt động dưới nước được điều khiển từ xa sau cuộc tìm kiếm kéo dài 4 ngày. Tất cả 5 người đã tử vong. Các mảnh vỡ phù hợp với sự cố mất buồn áp suất thảm khốc. Cảnh sát biển Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc họp vào chiều cùng ngày, đã nói rằng thay mặt lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và toàn bộ chỉ huy thống nhất, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình. Chiếc tàu lặn đã mất tích cách bờ biển Newfoundland hơn 600 km vào sáng 18 tháng 6, trong khi lặn xuống để chiêm ngưỡng xác tàu Titanic nổi tiếng. Các mảnh vỡ nằm cách sát tàu khoảng 500 mét và được đánh giá là từ bộ phận bên ngoài của tàu Titan. Các quan chức cũng cho biết mảnh vỡ phù hợp với vụ nổ trong cột nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vị trí của mảnh vỡ. Đây là những gì đã xảy ra ở một vùng xa xôi của đại dương với những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và vì vậy đây là một trường hợp phức tạp để giải quyết. Được phóng từ tàu Horizon Arctic của Canada, Phương tiện điều khiển từ xa ROV đã xác định vị trí hai mảnh vỡ và ít nhất là năm bộ phần chính của tàu ngầm, bao gồm cả hình nón ở mũi và một phần của thân tàu chịu áp lực. Người ta tin rằng Titan đã nổ tung dưới áp lực to lớn của đại dương sâu thẳm trước khi chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ bắt đầu. Ocean Gate Expedition cũng đã tổ chức các chuyến tham quan và nghiên cứu tới con tàu biển bị chìm ở Anh kể từ năm 2021. Công ty đã chở ít nhất 46 người đến xác tàu Titanic, với một số người trả khoảng gần 300 đô Canada cho trải nghiệm này. Kể từ khi tàu Titan mất tích, thì một báo cáo kỹ thuật năm 2018 cũng đã được đưa ra chi tiết buộc các vấn đề về cấu trúc của tàu lặn và khả năng chịu áp lực của đại dương nơi mà xác tàu nằm ở đồi sau 3.800 m Con tàu Titan chở 5 hành khách, bao gồm Hamish Hardin, một tỷ phú và là nhà thám hiểm; Paul Henry, nhà thám hiểm người Pháp; và Sozada Dawood cùng với con trai, thành viên của một gia đình nổi tiếng người Pakistan, và giám đốc điều hành của OceanGate và phi công Titan là Stockton. OceanGate cho biết trong một tuyên bố. Đây là khoảng thời gian cực kỳ buồn đối với những nhân viên tận tụy của chúng tôi và những người đã kiệt sức và đau buồn sâu sắc trước sự mất mát này. Sau đây là một bài viết mời quý vị cùng nhìn lại cũng như lắng nghe câu chuyện rùng mình của những người đã trải nghiệm tàu Titan và còn sống sót. Thưa quý vị, những du khách từng tham gia các chuyến tham quan bằng tàu lặn dưới biển sâu chia sẻ rằng Rủi ro từ những chuyến đi như vậy là điều rõ ràng. Tuy nhiên với họ, cảm giác hồi hộp khi có thể đi sâu xuống lòng đại dương là trở thành yếu tố hấp dẫn. Chia sẻ về chuyến tham quan trước đây, những hành khách từng tham gia cho biết trải nghiệm này không mấy thoải mái và đáng sợ. Nhưng họ vẫn thấy khá độc đáo và phấn khích. Theo trang web của Ocean hành khách phải trả 250.000 đô la Mỹ cho một chuyến đi và tham gia khóa đào tạo lặn kéo dài khoảng vài giờ. Joseph Wapman, 53 tuổi, người từng du hành biển sâu trên con tàu Titan vào năm 2021 cho biết, các khách hàng đều có chung mong muốn là khám phá. Là một phi công giàu kinh nghiệm, Wapman đã có nhiều trải nghiệm du lịch mạo hiểm, bao gồm cả việc bay đến bên rìa bầu khí quyển của trái đất và Wattman cho biết khi bị nhốt bên trong con tàu Titan, ông thấy rất tỉnh táo. Con tàu được chốt từ bên ngoài trước khi xuống nước, sau đó được hạ xuống nước trong vài giờ. Mọi thứ sẽ trở nên tối dần. Khi con tàu chìm dần, nhạc sẽ bật lên và hành khách có thể ngắm nhìn những sinh vật biển phát sáng bên ngoài cửa sổ. Ông nhớ lại, tàu Titan đã đi đến sát tàu Titanic và tiếp cận phần đuôi ông cũng cho biết thật thú vị khi là một trong số ít người trên thế giới được chiêm ngưỡng cận cảnh con tàu huyền thoại này tuy nhiên theo ông trải nghiệm bị nhốt trong con tàu như cái ống ở đồ sau đó thật sự đáng lo ngại nếu có điều gì đó không ổn bạn không thể gọi cứu chờ và phải tự xác định mọi thứ cựu phi công cho biết ông đã cố gắng giữ tỉnh táo trong suốt chuyến đi và cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng con tàu cũng nổi lên trên mặt nước Wapman chia sẻ, một trong những việc đầu tiên ông làm khi ấy là gọi cho gia đình để thông báo mình đã trở về an toàn. Câu chuyện tiếp theo của Max Rizzi, 63 tuổi, nhà biên kịch của bộ phim nổi tiếng The Simpsons, cũng đã tham gia chuyến thám hiểm tàu Titan vào tháng 7 năm ngoái, và ông cho biết rủi ro không sống sót luôn là mối quan tâm hàng đầu Tờ giấy cam kết của toàn bộ hành khách đều được đề cập đến nguy cơ tử vong trong ba trang đầu tiên. Trong khi đó, một hành khách khác là David, phóng viên của CBS Sunday Morning, đã chia sẻ về tờ giấy cam kết mà ông đã ký. Văn bản đã viết, Hoạt động này tiến hành bên trong một tàu lặn thử nghiệm chưa được phê duyệt hay chứng nhận bởi bất kỳ một cơ quan pháp lý nào. Việc di chuyển bằng phương pháp này có thể gây ra thương tích về thể chất, nguy cơ tàn tật, sang chấn tâm lý hoặc là cái chết. Con tàu này cũng có kích thước bằng một chiếc xe tải nhỏ không có chỗ ngồi nhưng lại không ngột ngạt. Để con tàu nghiêng theo chiều xuống, tất cả hành khách phải ngồi tập trung về phía trước và để nghiêng lên, họ phải dồn về phía sau. Con tàu sẽ di chuyển cách xa tàu Titanic khoảng 450 m trước khi di chuyển xuống. Và Reese chia sẻ rằng la bàn của con tàu không hoạt động và họ chỉ có khoảng 20 đến 30 phút để khám phá tàu Titanic mà thôi. Colin Tyler, 60 tuổi, cũng đã tham gia chuyến thám hiểm của Ocean Gate với con trai lớn vào tháng 7 năm ngoái. Nhà quản lý quỹ cổ phần tư nhân đã nghỉ hưu nhớ lại các hành khách phải họp vài giờ trước khi lên tàu. Trên đường đi, ánh sáng biến mất chỉ sau vài trăm mét lần đầu tiên. Sau đó, các sinh vật biển phát sáng sẽ hiện ra rất rõ. Và David Phóng viên của CBS thực hiện chuyến tham quan vào năm ngoái cũng đã viết lại. Tàu lặn có một nhà vệ sinh, thô sơ là một cái túi và một cái chai, cùng rất ít đồ ăn. Chuyến đi của ông cũng đã bị ngừng ở độ sâu 11 m vì lỗi nền tảng khiến cho con tàu được phóng lên mặt nước trở lại. Ông miêu tả lại trải nghiệm của mình, mọi người ngồi trên sàn, tựa lưng vào vách của con tàu cong, bên trong không có hệ thống sưởi hay làm mát không khí rất lạnh khi đi sâu xuống mặt nước. Và ông cũng đã ký vào cam kết trước khi lên tàu. Nội dung của nó đã liệt kê 8 nguy cơ khiến cho hành khách có thể không sống sót hoặc là bị tàn tật vĩnh viễn. Theo ông, đây là một điều bình thường đối với hành trình nghiên cứu về ngành này. Nhưng rất tiếc, câu chuyện của năm nhà thám hiểm diễn ra với tàu Titan vừa qua là một câu chuyện buồn và chấn động trên toàn cầu. Yu Lê xin cảm ơn quý vị theo dõi Tin người Việt Canada hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tối ưu Canada 514 996 6679.